Rồi, báo cáo các bác. Bây giờ là 7 giờ 30 phút sáng. Thì em mới chính thức sở hữu em trực gạo này. Thì cũng mấy tháng rồi mới được nhìn lại cái mới lại nhìn thấy nó. Thì trước đây là cái cây này thì em đã quay video ở nhà ông Thức rồi. Là của ông Thức. Trước đấy nữa thì của ai thì em không rõ. Mà đầu tiên là của ông Thức mà em biết. Sau đến anh Tân ở Vạn Phúc sở hữu thì anh lại có chỉnh sửa lại thoáng hơn một chút. Thế thì bây giờ nó đã mập hơn khá khá rồi, bệ viết nó côn hơn, anh có đục đi một số cái bệ cho nó côn này. Đấy thì cây này cao tầm bây giờ chắc nó khoảng cao tầm 22 phân rồi, 22 phân. Ngày xưa có cái chữ của ông Thức vẫn còn đấy, vẫn còn cái chậu này, chữ gạo 21 cm, bây giờ nó khoảng 22 phân. Đấy, từ mặt chậu rồi lên đấy. Đấy thì thân nó đây đúng, nó đúng là gọi là cây trực gạo, thì nó mô phỏng cái cây gạo của miền Bắc, thân bệ và tay cành rất giống như một cây gạo trực. Nó có nhiều loại trực các bác nhé. Đấy, trực thì trực gạo thì nó thuộc diện là đặc trưng là hơi khác biệt một chút, và về cái thân thẳng và cái tay cành xung chia ra hai bên rất là tròn đầy. Các bác cứ nhìn cây gạo đầu làng như nào thì nó là như thế. Đấy, thì cây này thì anh đang để nuôi, bởi vì đầu tiên là những công thức ông ấy chơi không kiểu vào dây, là nói chung là ăn sổi đấy để nhanh được thương mại, để ông thương mại đấy. Thế nhưng mà bây giờ là những cái dây này mình buộc phải để lại, khi nào nó ngậm thì mình mới tháo ra, và chờ cái tay cành nó to mình sẽ thu ngắn lại, rụt dịt thì nó sẽ xứng với cái thân, với cái bệ này, nó không bị loe hoe và sẽ rụt dịt. Ví dụ như bây giờ em rút đi thì nó rất là đẹp rồi, nhưng mà vẫn đang cố gắng để sau thu ngắn nó thêm nữa, chứ không để này những thu ngắn tận đây, những cái chỗ này thu rất ngắn thì cây nó sẽ rất là rụt dịt và hiếm có. Đấy, cái chân bệ nó cũng rất là hiếm nha các bác, chân bệ nha. Đấy, chân bệ rất là bệt côn này, tứ diện luôn. Đấy, tứ diện chỗ nào cũng đẹp. Trước ông Thức không có để mấy cái đầu này hơi lởm chởm này, đây đầu này thì Tân cũng đục đi, đục nhẹ đi, chứ không gài viên đá đây nó sẽ không cần thiết, nhiều khi ông chơi diêm dúa quá. Đấy, đoạn thân này. Đấy, khi bây giờ nhìn đoạn thân nó đã rất là già rất nhiều. Đấy, cái độ tuổi nó thì cũng không phải ít đâu các bác nha, nó mới được cái bệ này nhá. Đấy, đúng là một cái gạo thu nhỏ. Đấy các bác, rất đẹp. Sở hữu nó thì giá thì tôi tạm thời thì tôi không tiết lộ, vì nó nếu các bác không biết thì nghe nó sẽ hơi sốc đấy. Nó khá là cao đấy các bác, vì ở Hà Nội thì mới có cái giá này. Với cái gạo thì thường ở miền Bắc thì người ta hay ở đầu làng hơn, miền Nam cũng có nhưng mà chơi giá khác. Đấy thì cây xanh ấy, nhất là xanh chứ gạo thì bây giờ chắc ở Hà Nội chỉ tầm 4-5 cây thôi. Thì có cây này với một cây của anh Tân trước cũng lấy bổng thức để cho anh Bình, cây đấy cũng rất là đẹp. Với cây này và một cây nữa tôi đang sở hữu đây. Đấy, và cây này tóm lại là mình đã sở hữu khoảng một nửa đó ạ. Mặc dù mình điều kiện không được bằng các bác nhưng mà sở hữu cũng một nửa rồi. U béo quanh thân sẹo méo tròn, cái bài thơ này. Đấy, ông Thức ngày xưa ông viết, tất nhiên sau này chơi tôi sẽ thay cái chậu đi, không dùng cái chậu này, nó không hợp. Đến cái mùa này bây giờ bác sau có thời gian em sẽ rút đi, rút luôn để tháng nó đã già, đón sang xuân rồi, hết rét là sang xuân rồi, mất nảy lộc sướng. Đấy thì là đôi điều ở buổi sáng sớm sở hữu cây, một con người rất đam mê. Đấy, lùng sục gọi bác Tân mấy ngày hôm nay mới gặp được để ra sớm. Rồi, chúc các bác một ngày làm việc vui vẻ nhé. Em chuẩn bị đi làm này.